hiệp đấu đầu tiên này thì các cầu thủ Đống Đa bảo vệ khung thành bên phía gần màn hình của chúng ta hơn. Một cú sút, bàn thắng quá đẹp, bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ Quang Trung. Một pha dứt thoát quá hay của đội trưởng bên phía Quang Trung, đó là tình huống dứt điểm của Huy Hoàng. Một pha nhồi bóng vào rất căng nhưng Huy Hoàng mặc dù có vẻ như không thật sự chủ động, nhưng với đẳng cấp của mình thì anh vẫn nhẹ nhàng đưa một cái góc làm tung lưới của đối phương. Tỷ số được mở rất sớm dành cho Quang Trung và đội bóng đương kim vô địch vẫn đang thể hiện được sức mạnh của mình. Một sai lầm đã bị trả giá, bây giờ thì cần phải chắt chịu. Coi không vào. Một cơ hội dành cho Quang Trung. Đầu biên cú sút ngay vào cột gần thì quả sát không có nhiều vị tình xung quanh. Rất khéo, rất nguy hiểm. Một pha xử khá hợp lý. Chân trái, quả đá khá chất của Minh Nhân. Bóng lại đi, sút ngay. Phương án được đưa ra rất nhanh. Quả đá. Một pha không được. Lại là một pha mồi bóng. Anh Hùng. Một cú sút rất hay. Bàn thắng rồi, bàn thắng. Lưới thủng chứ không phải là không có bàn thắng. Một đều. Một pha đệm bóng nhẹ, rất nhẹ. Nhưng như vậy là đủ thôi. Như vậy là đủ để tỷ số là một đều. Một pha thoát xuống biên mà không bị ai kèm cả. Đó là một pha dứt điểm và có lẽ là ẩn sau một đường chuyền và khiến cho thủ môn bên phía Quang Trung. Cú sút. Sút xa. Đánh đầu. Rất nguy hiểm. Một pha bắt bóng. Phía cột xa đang là Huy Hoàng xin bóng. Bóng nhồi thẳng vào ngay trước mặt cột. Khá khó chịu. Không được. Pha đọc bài và cắt bóng của chiến thắng. Bóng lấp bấp. Cơ hội. Huy Hoàng vẫn tỏ ra rất khỏe. Xoay người. Cú sút. Một quả xoay người và đá bóng. Thành Kiên. Một cú sút nhập tiêu. Vào rồi. Quả đá quá đẹp của Thành Kiên. Tỷ số là 2-1. Bóng đập vào hai góc gôn rồi bật vào lưới. Hai quả đá liên tiếp của Thành Kiên trong khoảng mấy chục giây rồi. Và quả đá thứ hai thì Thành Kiên ra ghi bàn. Và đó là một siêu phẩm của bàn thắng quá đẹp. Các cổ động viên nữ xinh đẹp của Đống Đa đã lao cả vào để ôm Thành Kiên rồi. Cứ ghi bàn mà được ôm như này thì ai cũng thích. Được tính bằng giây thôi. Còn vậy nếu như tận dụng được sẽ là kết quả hòa. Đánh đâu. Không vào. Một cơ hội. Nếu tận dụng được hay không. Cú sút. Không được mất rồi. Bây giờ tới lượt Đống Đa. Tiếng còi cất lên rồi và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chúc mừng Đống Đa. Đội bóng đã lội ngược dòng trong trận chung kết của hệ C1 và đã trở thành đội bóng mạnh nhất của giải Cúp Hà Nội 94/97 năm 2019. Một chiến thắng xứng đáng với Đống Đa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chúc mừng Đống Đa và tham gia phần lễ bế mạc.